Thầy phong thủy chỉ ra ba con giáp giàu có hết phần thiên hạ, sống sung sướng cả đời, tiền tiêu không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. À, xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có những người sinh ra đã sướng từ trong trứng nước, nhưng bên cạnh đó lại có những người chưa được may mắn sinh ra và lớn lên trong cái hoàn cảnh khó khăn. Dù sinh ra trong cái hoàn cảnh nào thì cuối cùng ba con giáp mà tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ được hưởng một cuộc sống giàu sang hạnh phúc trọn vẹn. Ở trong video này thì tử thông sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về top 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, sống sung sướng hết đời. Vậy cái cảm giác may mắn đó là những con giáp nào? Và chính xác là những tuổi nào sẽ gặp được nhiều cái may mắn và những cái lời khuyên cho những con giáp này là gì? Để nắm bắt được tất cả những cái điều này, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính, quý vị cùng các bạn hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những cái video mới nhất và hay nhất từ tử thông. Nếu quý vị có thắc mắc hay là muốn được tư vấn riêng về cái vận trình công danh sự nghiệp tài lộc cũng như là sức khỏe tình duyên của mình, thì quý vị vui lòng comment họ tên ngày tháng năm sinh ở bên dưới đúng không? Cũng như là giới tính và các vấn đề mà mình mong muốn được giải đáp à, ba biên tập chương trình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của quý vị trong cái thời gian sớm nhất à, Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với cái top 3 con giáp may mắn hết phần của thiên hạ Thầy Phong Thủy chỉ mặt ba con giáp giàu có hết phần thiên hạ Cả đời sống sung sướng, tiền tiêu mãi không hết À, quý vị thân mến à, trong tử vi 12 con giáp thì cái vận trình của từng cái thời điểm lúc thăng lúc trầm của từng con giáp cũng khác nhau nhưng với ba con giáp này thì dù có chuyện gì xảy ra số phận cũng kéo họ về với hai chữ là giàu sang mà thôi có những người dù sinh ra trong gia đình khá giả giàu có nhưng cuộc sống đưa đẩy cộng với cái tính cách chơi bời nên là một số người không thể giữ được cái vận mệnh phú quý của mình ngược lại có những người dù sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn nhưng họ vẫn luôn có ý chí và nỗ lực vươn lên. Mặc dù cuộc đời buộc họ phải trải qua cái nửa đời người trong cái sự khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng ấy, thì họ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Trong số 12 con giáp thì có 3 con giáp dù đi đến đâu hay làm bất cứ cái công việc gì thì sau cùng họ cũng sẽ là những người giàu có và hạnh phúc nhất. Cùng xem đó là ba con giáp may mắn nào nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi thân, à, quý vị thân mến. Những người tuổi thân vốn dĩ là những người được trời ban cho cái phúc đức, được bảo vệ từ ngay lúc mà lọt lòng sinh ra. À, trên thực tế, họ luôn được thượng đế chiếu cố và có số mệnh phú quý. Đặc biệt hơn hết là cái vận mệnh của họ ấy có ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh, nhất là các thành viên trong gia đình tuổi trẻ thì những người tuổi thân khá là buôn ba và gặp nhiều cái trắc trở. À, tuy nhiên nhờ phúc đức trời ban mà họ có thể vượt qua được. À, trước 35 năm tuổi những người tuổi thân sẽ không nhận ra được cái tương lai của mình như thế nào. À, từng ngày trôi qua đối với họ chỉ là cái cuộc sống tạm bợ Có những cái lúc tưởng chừng như là gì đạt được cái thành công nhưng mà gì cái vận may nó lại chưa đến khiến họ bị đứt gánh giữa đường. À, trên thực tế đây chỉ là một trong những cái thử thách mà họ phải trải qua trong cái cuộc đời của mình mà thôi trời định sẵn những người tuổi thân vào cái giai đoạn hậu vận sẽ viên mãn hết phần của thiên hạ à, không những dư giả về mặt tiền bạc mà còn hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với những người tuổi thân trong cái thời gian này Đó. và họ sẽ gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi xuân sẻ à, những người tuổi thân sinh vào tháng 7 lập thu chung là ngũ cốc cũng đã đến mùa thu hoạch hoa quả thì đã chín Cả đời không thiếu cái chuyện là ăn uống lộc lá thì được trời ban, vui vẻ, ờ, mệnh trời định được hưởng phúc. Những người đi trước thì sống yên ổn, an lành. Người tuổi thân sinh vào cái tháng 8 ấy, thì bạch lộ tài lộc thì hanh thông. Nói chung ấy, nhiều người thì sự nghiệp thông suốt, sống cuộc sống danh lợi song toàn, tiền đồ thì rất là tốt đẹp, hưởng phúc bất tận. Tính tình thì thông minh, nhạy bén và sức khỏe thì tốt gia đình thì hòa hợp con cháu thì đều ngoan hiền. Đó. Những người tuổi thân mà sinh vào tháng 9 tức ở cái tiết Hàn lộ đấy là người có tài năng ghét cái chuyện bất bình cố gắng vươn lên nhưng mà hay lại hay nóng vội giữa đường gặp chắc trở ngại nên là dễ bị tổn thất. À, có cả chuyện thị phi là cái chuyện tốt lành quyền lực thì lớn có năng khiếu về nghệ thuật có thể phát triển thành công à, sự việc thì luôn như là cái mong muốn một đời sống tốt đẹp đó à, thưa quý vị à, trong những người tuổi thân ấy, thì có hai tuổi là bính thân và mậu thân là những tuổi sẽ gặp nhiều cái may mắn và cái thuận lợi hơn cả trong tất cả những người sinh năm sinh năm thân những người mà sinh năm bính thân ấy nói chung là được gọi là khỉ an nhàn à, thuộc mệnh hỏa đó họ là những người mà rất là thông minh nhanh nhẹn họ có cái đầu óc mưu lược xong lại gì không quá đa nghi họ cũng là những người linh hoạt giỏi ứng biến ngoài cái trí tưởng tượng phong phú và giàu sức sáng tạo thì họ là những người mà có ý chí phấn đấu và luôn dựa vào cái khả năng của bản thân mình để giải quyết mọi việc, mọi khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. À, tuy nhiên, một số người tuổi thân mệnh hỏa lại khá là gì cảm tính trong cái chuyện xử lý công việc. Họ luôn thích thể hiện cái sự vui vẻ và chính cái điều này ấy khiến cho mọi người xung quanh thường không đoán được rằng họ đang nghĩ cái điều gì. Thì đây cũng là cái người mà thích gì tranh biện để đi đến cái quan điểm rõ ràng à, tuy không có ý chí kiên định như những người tuổi thân mệnh mộc nhưng họ lại gì không phải là những người dễ đầu hàng trước cái thất bại mặc dù có thể họ phải gì cần đến một khoảng thời gian khá dài để lấy lại cái tinh thần những người tuổi bính thân ấy được sao tốt nó phù trợ nó tương trợ nó giúp đỡ trong cái công mệnh họ sẽ có một cái cuộc sống an nhàn bình an hạnh phúc còn đối với những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 được gọi là khỉ ăn quả à, thuộc mệnh thổ À, trong ngũ hành thì người tuổi mộ Thân thường là những người rất mưu trí nhanh nhẹn khả năng này cũng sẽ giúp cho họ tiến hành thành công trong cái công việc và đạt được cái hiệu quả cao ít khi có những cái sai sót họ có khả năng phán đoán mọi việc rất là tốt làm việc thì linh hoạt có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi cái hoàn cảnh tuy nhiên họ lại thường cảm thấy nhàm chán khi mà phải làm việc trong một cái thời gian dài à, thưa quý vị nhờ vào cái khiếu hài hước cùng với khả năng giao tiếp tốt thì những người tuổi mậu thân được nhiều người quý mến nhất là những người khác giới à, tuy nhiên mỗi khi mà cái tâm trạng không tốt thì họ thường đẩy cái trách nhiệm hoặc là gì cái sự bội bực sang người khác nên là dễ mất đi cái sự tin tưởng của bạn bè những người tuổi mậu thân cũng là những người mà khá nhạy trong cái việc là nắm bắt cái cơ hội nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống của họ và cái sự nghiệp sẽ gì thuận lợi hanh thông hơn rất nhiều. Vì thông minh nhanh lợi tháo vát nên những người tuổi thân ấy, thường là những người mà chiến thắng. Họ không hề có cái tâm lý thỏa mãn với cái tài năng thiên bẩm của mình. À, họ chỉ cảm thấy đầy đủ khi mà cái tài năng của mình được phát huy. Vi. Việc gì họ cũng muốn thử, do họ có thể làm việc một cách là cẩn thận, kiên nhẫn, cần cù. Vì thế những người tuổi mộ thân thì cũng không hề lãng phí cái thời gian. Những người tuổi thân ấy có thể giải quyết những cái vấn đề rắc rối phức tạp bằng chính cái cách xử lý lạnh lùng của mình. Họ còn biết nhận người tài làm thầy và là người có trí tiến thủ. Những người tuổi thân ưa tranh đấu nhưng mà họ lại giỏi che giấu cái suy nghĩ cùng với cái kế hoạch cũng như là cái hành động của mình khiến cho đối phương thường bị bất ngờ. Họ có tư duy nhanh nhẹn và cái tâm hồn khá là lãng mạn tinh tế. À, tuy nhiên một số người tuổi thân ấy lại hay làm việc theo cái cảm hứng thiếu cái sự tập trung thường xuyên là cái điều mà khó tránh khỏi, đôi khi nó kéo theo cái sự thiếu cẩn trọng ảnh hưởng không tốt đến cái công việc. À, nhưng nếu biết khơi gợi cái sự hứng thú đúng lúc kết hợp với cái tinh thần thông minh không ngại gian khó không ngại thử thách thì đây là một cái ưu điểm lớn của những người tuổi thân đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cũng như này để bảo vệ cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân thân tý thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân à, thưa quý vị nói chung ấy với nam giới tuổi thân thường rất là năng động hoạt bát giỏi giao tiếp họ biết cách tạo cái sự cân bằng trong cuộc sống để gì có thể là chuyên tâm cho cái sự nghiệp của mình đa số nam giới tuổi thân ấy đều có tính tự lập cao, họ luôn muốn tự khẳng định bằng cái tài năng của bản thân, ít khi muốn nhờ cậy đến cái sự giúp đỡ của những người khác. À, cái điều này nó cũng sẽ khiến cho họ gặp ít nhiều cái khó khăn trong cái quá trình phát triển cái sự nghiệp. À, tính cách đặc trưng của những người tuổi thân là tính kiên định, dù phải đối mặt với cái tình thế khó khăn, nguy hiểm tới đâu ấy, thì họ cũng không hề dao động và luôn giải quyết nhanh chóng, hợp lý. À, những người tuổi thân luôn tìm những cái việc tốn ít cái sức lực tiền của nhất mà thu lại những cái lợi nhuận có thể nhiều nhất để làm. À, họ để lộ những cái ý kiến quá là thông minh sắc sảo mà thiếu phần khéo léo khiến cho người ta thường nghi ngờ họ có ý đồ vụ lợi. Đôi khi họ cũng thừa nhận cái điều này. Nhưng nói chung ấy, những người tuổi thân là những người sòng phẳng. Nhược điểm của những người tuổi thân là họ luôn cảm thấy mình tài giỏi ưu việt hơn nên là gì đôi khi dẫn đến cái chủ quan thái quá và gặp phải cái thất bại cay đắng ấy. Đấy. À, những người tuổi thân có nhiều cái tài lẻ thiên bẩm họ sẽ trở thành diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư vân vân. À, họ là những người mà hoạt động xã hội xuất sắc, có thể giao tiếp với bất kỳ ai với tuổi thân nữ mệnh thì rất nhiệt tình, đầy hấp dẫn. Cho dù là đi đâu thì cũng mang cái niềm vui, mang cái sự hứng hưng phấn đến đó. À, thật khó tìm được một cái người không biết rung động trước cái vẻ đẹp và cái sức sống mãnh liệt như những người tuổi thân. Họ là những người mà thông minh, biết giữ hòa khí với những người mà cùng cộng tác với mình. Những người tuổi thân nữ mạng là những người mà tổ chức các cái bữa tiệc, hoạt náo viên trong những cái hoạt động giải trí là nữ chủ nhân hào phóng, rộng rãi với mọi người. Nhưng mà họ vẫn mang cái đặc trưng rõ ràng sống với những người mà tuổi thân ấy là ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, biết đoán lòng người qua sắc mặt, à, tính toán tỉ mỉ. Họ không muốn bị người khác chi phối. Họ là những người mà sinh lực dồi dào. Mỗi khi mà nản lòng ấy, thì cái sức sống của họ lại không ngừng khích lệ cho họ tiến lên phía trước. À, những người này không muốn người khác chỉ bảo hay là giúp đỡ à, trên con đường sinh sống, họ sẽ độc lập và tự tin đi theo cái mục tiêu riêng của mình họ còn truyền cho những người khác những cái kinh nghiệm những cái đường đi ngắn nhất mà họ rút ra được trong cái quá trình đường đi nước bước của mình rất nhiệt tình nhưng mà lại không để lộ cái bí mật cho những người khác à, không hiểu biết à, khi nói chuyện họ không nói những cái điều vô nghĩa mà dùng những cái lời lẽ mang cái tính chất thuyết phục họ biết cách nắm bắt những cái đặc trưng và cái tính cách của những người khác là dùng mưu kế của mình để điều khiển người đó À, những cô gái này cũng không hề coi nhẹ cái đồng tiền mà muốn tự kiếm tiền bằng cái bàn tay của mình họ suy nghĩ chín chắn rồi mới làm vì họ rất là gì kỹ tính và nghiêm khắc trong cái công việc những người sinh năm thân có cái thời niên thiếu rất vui vẻ hạnh phúc ở à, trước tiên các bạn có một gia đình hạnh phúc cái sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ dành cho các bạn là bất tận đối với các bạn thì cái thời niên thiếu rất là tuyệt vời À, tất cả đều không có gì buồn phiền, lo lắng, nhưng khi bước vào cái tuổi thanh xuân ấy thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. À, nó bắt nguồn từ cái tính cách của chính bản thân các bạn. Các bạn coi mình là số 1, hoạt bát, nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh cái tính là đa nghi hay là suy nghĩ đến khi về già. Nói chung ấy, cuộc sống của các bạn rất là gì thanh bình, đường tài vận của các bạn thì cũng gì không để không hề thấp. Các bạn rất tích cực và là những người mà hướng ngoại, thuộc tiếp người lạc quan, thiên bẩm. Về tổng thể thì các bạn sẽ không có những cái phiền não về mặt tiền bạc. Thì ngoài ra, ấy những người tuổi thân là những người giỏi xã giao, cái phạm vi giao tiếp rộng rãi. Vì thế, các bạn có thể có cơ hội tốt về cái mặt kinh tế, đồng thời cũng nhận được cái sự giúp đỡ của những người khác. À, không nên quá tự tin, phải suy nghĩ kỹ, nghe cái lời khuyên giải. À, không nên làm mất đi cái tín nghĩa. À, nỗ lực cố gắng như vậy sẽ gì giúp cho những người tuổi thân có con đường tài vận hanh thông thông suốt lúc về già một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi thân đây là con giáp may mắn đầu tiên được thần may mắn chỉ tên à, thưa quý vị à, con giáp may mắn thứ hai được sống cuộc đời giàu sang phú quý không ai khác đó chính là tuổi ngọ những người tuổi ngọ à, quý vị thân mến những người tuổi ngọ Bất kể là nam hay nữ, thì đều sở hữu một cái vận mệnh đặc biệt không ai có được. Bởi vì trời sinh họ vốn là những người thích tự do, thích bay nhảy và không muốn bị ràng buộc. À, nhưng cái điều đặc biệt đấy là họ rất yêu thương gia đình và mong mọi người có cái cuộc sống viên mãn nhất có thể. Những cái đau khổ của những người tuổi ngọ giữ riêng cho mình, nhưng mà nếu hạnh phúc ấy, thì họ sẽ san sẻ cho mọi người mà mình yêu thương. Thời trẻ, tuổi ngọ có cái cuộc sống xa gia đình nên là ít nhiều trong lòng họ cũng chịu không ít cái tổn thương. May mắn thay, tuổi ngọ luôn có được cái năng lượng tích cực. Họ luôn giữ cái thái độ sống lạc quan, yêu đời. Nên dù gặp cái khó khăn nào thì cũng dễ dàng vượt qua. Đặc biệt, cuộc sống sẽ bước sang một cái trang mới sau 35 tuổi. Thì đây là cái giai đoạn hưng thịnh và rực rỡ nhất của những người tuổi ngọ. Sau tất cả những khó khăn, thì từ cái tuổi 40 trở đi, những người tuổi ngọ sẽ được hưởng tất cả những cái điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Bởi thế, sẽ chẳng có gì lạ nếu như mà chúng ta thấy những người tuổi ngọ có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, à, nếu không muốn nói là gì, có số vương giả. Do đó, top 3 con giáp giàu có hết phần của thiên hạ không thể thiếu được những người tuổi ngọ, những người sinh năm ngọ. À, thưa quý vị, à, những người sinh năm ngọ là những người rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, giỏi đối đáp ngoại giao à, sức quan sát tốt đầu óc thì nhanh nhẹn cởi mở dí dỏm khá là lý thú thích tự do đi đây đi đó mà không chịu phụ thuộc hay là ràng buộc vào bất cứ ai à, họ thích làm việc theo sở thích hay thay đổi và dễ đam mê cũng mau chán đó tính khí nóng nảy khi mà bị chọc tức thì cái lửa giận nó bừng lên xong cũng hết giận cũng sẽ rất là nhanh à, những người có cung bệnh này thì thường khá là bốc đồng họ không chịu nổi những cái gì mà tẻ nhạt dập khuôn họ có cái khuynh hướng là thích đi xa và không dừng chân ở những cái nơi nào mà quá lâu được những người tuổi ngọ thì ưa cái hoạt động làm việc không mệt mỏi để hoàn thành cái công việc nhưng đó là cái thời hạn do chính họ đặt ra những người tuổi ngọ có cái biệt tài tính toán nhanh như là chớp à, có thể phân tích cái tình huống và con người trong nháy mắt nhưng đôi khi ấy, lại quá nhanh nên là gì đã hành động trước khi mà thấy được toàn bộ cái vấn đề à, có khả năng đảm nhận được nhiều việc cùng một lúc họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình vì thế những người tuổi ngọ có thể bị gì kiệt quệ cái sức lực lẫn cái tinh thần lẫn thể xác à, những người tuổi ngọ có thể tham vọng và tự tin vào cái khả năng của riêng mình Họ chẳng mấy may quan tâm xem người khác nghĩ gì, giỏi gì Tránh né cái vấn đề đôi khi họ kém, kiên nhẫn và nổi nóng Dù rằng họ chẳng mấy khi thủ án ai Do cái cá tính thẳng thắn Nên là cái chuyện gì những người tuổi ngọ cũng thường hay bộc lộ Họ không thích những ai mà tính tình thăng trầm, lắm mưu, nhiều kế Họ thích sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời Có cái trí tiến thủ hết mình trong cái công việc nhiệt tình và thân ái. Ở à, trong các mối quan hệ thì họ luôn bùng lên cái sức sống tươi trẻ khiến cho những người xung quanh ấy cảm thấy là thoải mái. À, họ cũng là những người mà có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh nhẹn và có giác quan thứ sáu nhẹ bén, à, vui vẻ hòa đồng. Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt, mặc dù là hơi bất thường. Họ luôn là những người thân, người yêu, người bạn chân thành và đáng tin cậy. À, những người sinh ngọ là những người có tính cách phóng khoáng, không căn cơ, có năng lực suy nghĩ độc lập nên là ít để bụng. Đấy. À, nói chung là họ có cái lòng tự tin cao, đối nhân xử thế, gặp việc gì thì họ cũng thường bắt tay vào làm và không chần chừ do dự. À, nhưng mà chính cái sự nhanh nhẹn đó lại gì cấu thành nên cái điểm yếu của họ là nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Đấy, à, tính thiếu kiên nhẫn này khiến cho những người tuổi ngọ ít chú tâm đến cái nhu cầu của những người khác. Họ là những người mà có tinh thần độc lập cao, nên là sớm lập được cái sự nghiệp cho riêng mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, à, những người tuổi ngọ mà sinh vào tháng 3, tháng 5 và tháng 8 thì có số mệnh phú quý thường được quý nhân giúp đỡ, mưu sự thì dễ thành, à, phúc lộc thì dồi dào. Người tuổi ngọ sinh vào tháng 3 là cái tiết thanh minh, mây tan mở tạnh, diễu võ dương oai, chí khí thì cao ngất à, Tuy có khó khăn, hoạn nạn Nhưng mà là người gì anh dũng Hào hiệp, à, đảm lược hơn người Được kính trọng và ngưỡng mộ Sống chan hòa, xa gần thì yêu mến Mưu sự thì thành công Thi cử thì ắt đỗ đạt đầu bảng vàng Để danh cho đời à, Những người tuổi ngọa sinh vào tháng 5 Thì nói chung ấy, nó thuộc cái tiết bang trùng Thì có nhà cửa mới Nhưng vẫn giữ được cái quy mô của tổ tông Đấy sáng lập lên cái cơ nghiệp cũng khá là vất vả, đáng cay. gia đình thì Hương Thịnh, phúc lộc thì dồi dào, có được lộc của người chồng, nhà phúc của người vợ. những người tuổi ngọ mà sinh vào tháng 8 là tiết bạch lộ, đấy. cơ mưu chiến lược thì hơn người, văn võ thì kiêm toàn, đấy, mạnh dạn can đảm và khéo léo, tài đức thì cao vọng trọng, tình cảm thì ôn hòa, có trí khí, mưu sự dần dần sẽ thành công và thăng tiến về phía trước, leo từng nấc thang, cát tường vô tận. Ở à, trong các tuổi ngọ thì tuổi nhâm ngọ và cái tuổi giáp ngọ là hai con giáp gặp may mắn nhiều hơn uh, các cặp tuổi ngọ khác. Đó. À, những người tuổi nhâm ngọ có đặt âm là gì? Dương Liễu Mộc. Họ là những người rất lạc quan, có trí tiến thủ, biết lập ra những cái kế hoạch lâu dài và sẽ luôn cố gắng hết sức để theo đuổi cái mục tiêu của mình. À, tuy nhiên À, rất có thể họ sẽ chuyển hướng sang một cái mục tiêu kế hoạch khác mà họ cho là gì hoành tráng và thực tế hơn à, căn bệnh đứng núi này trông núi nọ đôi khi sẽ gặp nhiều cái bất lợi cho họ những người tuổi nhâm ngọ vốn là những người tài trí giao tiếp sức khỏe tốt họ sẽ trở thành cái tâm điểm của mọi sự chú ý nhờ vào cái sự hào phóng và cái khẳng khái của mình họ cũng thích trở thành những người đi đầu nên là cũng gì có thể sẽ tỏ ra là gì quá là lãng phí xa hoa trong cái cuộc sống chỉ với cái mục đích khiến cho mọi người phải biết đến và ngưỡng mộ mình thì đây là những người rất giỏi xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người à, trong nhiều trường hợp thì họ thường đóng cái vai trò là cái cầu nối giữa mọi người đáng tiếc là họ thiếu kiên nhẫn nên thường để lại cái ấn tượng với những người xung quanh rằng họ là những người mà rất hay thay đổi và thiếu cái sự kiên định Đa số những người tuổi nhâm ngọ không thích bị người khác chi phối Họ luôn mong muốn có cái cuộc sống tự do, tự tại Họ biết quan tâm đến những người khác Nên là cũng được rất nhiều người yêu mến Là người có trí lớn, được sao tốt Nó tương trợ, nó giúp đỡ trong cái công mệnh Vậy nên những người tuổi nhâm ngọ sẽ sớm lập được nhiều cái thành tích nổi bật Công thành, danh toại, sự nghiệp thì thành công rực rỡ Còn đối với những người tuổi giáp ngọ, mệnh Sa trung kim ấy tức là gì ngựa trong mây ấy thì đây là những người mà sống tích cực, Đấy. tác phong nhanh nhẹn, dũng cảm, thu hút được cái sự chú ý của mọi người giữa đám đông. À, họ có một cái nhân duyên tốt, họ sống nhiệt tình, phóng khoáng, thích theo đuổi cái những người khác giới và tạo được cái sự nghiệp hấp dẫn đối với những người khác phái. họ sống tình cảm và có khả năng cảm nhận rất là phong phú, à, khí phách thì kiên cường có thể dấn thân vào những cái thử thách khám phá mới lạ. Họ cũng là những người mà thân thích để thể hiện cái sự yêu ghét của mình thật rõ ràng. Sẽ luôn đền đáp nếu như mình nhận được cái ân huệ của những người khác và không ngại đáp trả nếu bị người khác hãm hại. À, những người tuổi giáp ngọ có nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều bạn tri kỷ là những người khác giới. Cho dù gặp phải những khó khăn, những trắc trở trong cuộc sống, thì họ vẫn có thể vượt qua một cách nhanh chóng lấy lại cái sự tự tin và cái tính hoạt bát đấy sống hướng ngoại họ sẽ luôn theo đuổi các công việc không đơn điệu không nhàm chán à, những người tuổi giáp ngọ lại được sao tốt nó tương trợ nó chiếu mệnh cho cái công mệnh họ sẽ trở thành những người thành công trong cái cuộc sống và cái sự nghiệp à, nhiều cái ví dụ cho thấy những người tuổi ngọ thời trẻ thì thường xa nhà xa gia đình dù ở nhà thì tinh thần độc lập cũng thôi thúc những người tuổi ngọ bắt đầu cái sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Họ thà nắm chắc tình huống trong tay mình trước chứ không gì chờ cho kẻ khác gì tác động hoặc là gì cho ý kiến. Họ giỏi tự lực cánh sinh, dũng cảm sông pha lên phía trước, sẵn sàng làm bất cứ cái việc gì để vượt qua người khác. À, tính một thân một ngựa này đã khiến cho họ dễ thành công hơn. Họ cũng là những người mà luôn có sự lạc quan cho dù có gặp phải cái khó khăn, cái chắc trở, cái thất bại nào đi chăng nữa. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi cái quá khứ để hướng về cái tương lai làm lại từ đầu, tạo dựng được cái sự nghiệp trong các mối quan hệ xã hội đấy, hoặc là gì? cái quan hệ làm ăn. À, họ là những người mà chân thành, đáng tin cậy, đúng, sai, phân minh, rành rọt, rõ ràng đấy. Và là những người mà lòng dạ rộng rãi, dám xông vào cái hiểu nguy để giải quyết cái vấn đề khi mà gặp sự cố. Những người tuổi ngọ rất khó thích ứng với những cái thời gian biểu cố định do người khác đặt ra. À, hơn nữa họ thiếu cái tính nhẫn nại khi mà phải làm theo một cái khuôn mẫu nào đó. Họ không thích hợp với các công việc đơn điệu, trùng lặp, thiếu cái sự biến hóa. Nếu phải làm việc ở một số nơi cố định, lặp đi lặp lại, họ sẽ chỉ không phát huy được hết cái tài năng và cảm thấy là một điều mà bất hạnh, không sao chịu nổi. À, cho nên tốt nhất là các bạn hãy cho họ những cái công việc có cái tính cách năng động, sáng tạo như là nghệ thuật, văn hóa, học thuật, tôn giáo, báo chí, xuất bản đấy. hoặc là biểu diễn thời trang vân vân. Ngoài ra ấy, họ cũng thích hợp với những cái công việc dạy học, cố vấn, nhà tâm lý, phiên dịch đó. À, trong các công việc khó khăn, họ luôn tìm ra được những cái phương án tối ưu đạt được cái hiệu quả công việc cao nhất. Cái sự linh hoạt, đầu óc nhạy bén và cái khả năng học hỏi nhanh sẽ giúp cho những người tuổi ngọ có thể là phù hợp với hầu hết các ngành nghề. Đặc biệt, cái khả năng ngôn ngữ của họ rất là sắc bén, tinh tế. Vì thế, có thể hoạt động rất tốt cho những cái lĩnh vực truyền thông, giao tiếp, doanh nhân. Đấy. À, sinh Đông ngọ là những người mà nhạy bén, giỏi nói, giỏi ăn, giỏi giao tiếp. Khi mà biện bạch cũng sẽ gì rất là logic. Hành động của họ nhanh nhạy, có đầu óc quan sát thị trường và gì những cái biến động của nó để tìm ra đúng cái quy luật. À, những người doanh nhân tuổi ngọ là những người mà có cái trí tiến thủ, giàu cái tinh thần tự lập, tự cường. Đây là những người dũng cảm, không ngại gian khổ và thử thách. À, trong quan hệ làm ăn, doanh nhân những người tuổi ngọ khá là gì? chân chính và đáng tin cậy. Họ luôn giữ chữ tín với bạn hàng. Họ cũng là những người mà ngại phải đối mặt với những cái nguy hiểm để giải quyết các vấn đề nếu như như mà có sự cố xảy ra những người tuổi ngọ là những người mà nhanh nhẹn trong cả cái lời ăn tiếng nói lẫn cái hành động họ giỏi quan sát cái thị trường cũng như là cái gì nắm bắt lấy cái thời cơ nắm bắt cái biến động để tìm ra cái hướng đi đúng cho cái công việc của mình họ cởi mở vui tính thích cái sự tự do và luôn muốn làm việc theo cái sở thích của mình nhược điểm của những người doanh nhân tuổi ngọ là gì thiếu cái tính kiên nhẫn thường đứng núi này trông núi nọ còn nữ doanh nhân tuổi ngọ là những người mà gì Hoạt bát năng động, họ cũng có khả năng đảm nhiệm và thực hiện nhiều cái công việc khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. À, về mặt uh, tài vận ấy, vì các bạn thường nỗ lực và có nhiều cái hoạt động tích cực, nên các bạn cũng không gì phải quá lo lắng về cái vấn đề tiền bạc. À, đó là nhờ các mối quan hệ ngoại giao, thái độ viên mãn về cái cuộc sống đã đem lại cái phúc tài cho những người tuổi ngọ. Cuộc sống thì thuận đời. À, những người tuổi ngọ sẽ đạt được nhiều cái thành công trong không ít những cái lĩnh vực của mình tham gia bên cạnh đó nhưng mà cũng có không ít những cái thất bại mọi thứ đều dễ biến đổi bởi vậy họ nên hiểu rõ cái vận thế lên xuống nhanh chóng của mình à nếu lơ là, là thiếu cẩn trọng dây lát có thể sẽ khiến cho những người tuổi họ ngọ bị phá sản thậm chí là gì trắng tay lúc nào cũng hay họ phải thận trọng hơn nữa chỉ cần gì kịp thời nắm chắc cái bản thân nắm chắc cái thời cơ thì cái thành công sẽ ở ngay trước mắt. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi ngọ, con giáp may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à, con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ nằm trong top những con giáp cực kỳ may mắn, hanh thông. Đấy. Đó chính là những người tuổi những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, à, con giáp cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ nhắc đến cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi thìn thì nói về tham vọng chắc không ai qua được những người tuổi thìn. À, tuổi thìn được trời sinh họ vốn là những người mà con rồng ấy được hưởng cái phúc đức và cái vận may quý giá. họ tồn tại trên cái thế gian này để làm những cái việc phi thường và được người người ngưỡng mộ. À, tuy nhiên phải dựa vào cái cách sống của mỗi người thì mới biết được cái số mệnh có xảy ra hay là không. đa số những người tuổi thìn đều thông minh tài giỏi, họ thường công thành danh toại khi ở cái tuổi đời khá trẻ khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng không ít những người ngạo mạn và không biết nắm bắt lấy cái cơ hội nên là cũng tạo ra cái sự là xa cơ lỡ vận. À, trên thực tế thì tử vi học có nói rồng là cái biểu tượng tượng trưng cho sự cao quý phú quý viên mãn nên dù có làm gì gặp trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa họ cũng sẽ quay về cái điểm xuất phát của mình. À, thời hậu vận của những người tuổi thìn ấy dù không được quá là lừng lẫy nhưng mà ít nhất họ cũng vẫn được sống cuộc sống là viên mãn đủ đầy điều đặc biệt là họ được hưởng phúc đức trời ban đến cuối đời gia đạo thì an yên tài vận thì dư giả những người tuổi thìn có khả năng thích nghi rất là tốt họ thông minh nhạy bén với cái thời cuộc thích cái sự bận rộn và cái cuộc sống nhiều cái thay đổi à, họ chủ động và hoạt bát đa tài đa nghệ à, có tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ và viết lách cũng có khả năng là gì, cảm thụ nghệ thuật rất là tốt, coi trọng cái ngoại hình và cái đầu óc thẩm mỹ cao. Thì đây là người có lòng tự tôn rất là lớn, luôn yêu cầu mọi việc phải thập toàn thập mỹ. Chính vì vậy mà cực kỳ nghiêm khắc với bản thân cũng như là gì với những người khác. Thậm chí có thể nói họ khá là khắt khe, tính tình lại gì nóng nảy. Đàn ông cầm tinh con rồng thì có ý chí phấn đấu rất là mạnh mẽ, phụ nữ thì cũng mạnh mẽ, quật cường. À, tuy nhiên, cái nhược điểm của con giáp này ấy, nằm ở chỗ là họ thiếu kiên nhẫn và thiếu cái nghị lực. Họ bừng bừng khí thế, theo đuổi cái ước mơ của mình, xong hễ có khó khăn, trở ngại, nó ngán đường ấy là gì? Cái lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên là bị nguội lạnh. Họ dễ dàng nản lòng, thoái chí không đủ cái quyết tâm để tiếp tục đi đến cuối con đường. À, những người tuổi thìn mà sinh vào các tháng 2, tháng 7, tháng 8 sẽ gặp được nhiều cái may mắn vạn sự thì được hanh thông được hưởng lộc trời ban à, đối với những người tuổi thìn sinh vào tháng 2 cái tiết kinh chập nói chung ấy trong thời gian này gặp được quý nhân con đường tài lộc của những người tuổi thìn thì có cơ hội xuất đầu lộ diện khả năng sẽ thành công hoàn thành cái nghiệp lớn địa vị uy quyền thì được củng cố khiến cho người ta phải ngưỡng mộ à, có thể đầu đội trời chân đạp đất uy danh thiên hạ À, những người tuổi thìn sinh vào tháng tư là tiết lập hạ thế như trẻ tre bước tiến thì xa ngàn dặm là kỳ tài phá trời lấp biển bình định thiên hạ đánh đông diệt tây Đấy. uy phong lẫm liệt nã yêu chóc quái trừ gian diệt loạn Đấy. dành cái lợi vẹn toàn Đấy. ra cái thế hùng mạnh Đấy. À, sinh lực tràn trề hưởng lộc trời ban à, danh vọng cũng có bởi vậy đủ cả trí mưu lẫn cái quyền những người tuổi thìn sinh vào tháng 7, tiết lập thu mùa thu thì nói chung là rầm rề sinh được thì dồi dào đến đâu thì cũng gì thuận hóa rồng bay lên mọi chuyện thì thành công phúc lộc thì lâu dài à, danh vọng thì vẹn toàn trí tuệ thì hơn người à, có tài sáng tạo đảm lược tài trí thì thông minh nghệ thuật thì tiến thoái như ý à, công, công danh thì hiển đạt những người tuổi thìn sinh vào tháng 8, tiết bạch lộ thì, thì hùng tài thì nhân kiệt phong lưu, nho nhã, vân du, tứ hải, thích kết giao bạn bè, trí à, khí, đội trời đạp đất, công danh thì gì lặng dạng dỡ, danh vọng thì đủ đầy. Nói chung ấy là họ cũng là những người khá là may mắn và được hưởng cái phúc lộc trời ban, có được cái hạnh phúc tự nhiên, có khả năng cầm quyền lãnh đạo. À, thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi thìn ý, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tâm học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân thân tí thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, trong những người tuổi thìn thì sẽ có hai tuổi thìn sẽ gặp may mắn nhất thì đầu tiên là tuổi mậu thìn tức là gì mậu thìn là có ngũ hành nạp âm là đại lâm mộc thì đây là những người mà có trí tiến thủ mạnh mẽ luôn tin vào cái khả năng của bản thân và sẽ cố gắng thể hiện hết mình nếu có cơ hội họ không phải là cái mẫu người bảo thủ vì thế họ sẽ thừa nhận nếu như mà làm sai cái việc gì đó tuy nhiên họ cũng luôn đặt ra những cái yêu cầu rất là cao đối với những người khác những người tuổi thìn mệnh mộc sống cái cuộc sống hướng ngoại có cái năng lực suy luận và cái óc sáng tạo và gì khá là hiếu động họ thường được đánh giá cao bởi những cái suy nghĩ độc đáo mới lạ tinh thần hợp tác trong công việc cũng sẽ giúp cho họ gây dựng được cái thiện cảm với đồng nghiệp à, xong họ lại có nhược điểm là không biết cách tự kiềm chế và thường làm việc nửa chừng dễ thay đổi, dễ dao động. Đa số những người tuổi thìn mệnh mộc thì ham học hỏi, có ý chí và có cái vốn tri thức rất là sâu rộng. À, biết kính trên, nhường dưới và thường lên kế hoạch chu đáo cho mọi việc. À, những người tuổi mộ thìn thường được sao tốt chiếu mệnh. Họ có thể đảm nhận được những công việc như là giám sát, quản lý tài chính, luật sư. Họ sẽ dễ dàng có được cái tài lộc phú quý, công danh được hiển đạt. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi mậu thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mạnh ngộ thân. À, tiếp theo là thứ hai là những người tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 hay là 2012 ấy. thì nói chung ấy, được gọi là rồng làm mưa à, thuộc mệnh thủy ấy, à, người này thường có cá tính là phóng khoáng độ lượng tấm lòng thì chân thành và cởi mở khiến cho mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ à, với những người khác ấy, thì tất cả những gì mình có là tuyệt đối không được tư được lợi không hề có được cái thành công mà trở nên kiêu ngạo tự mãn à, trong mắt bạn bè của mình ý, thì họ thật sự là những người mà bạn tốt trong công việc thì họ tích cực chủ động và luôn cố gắng tìm ra cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình họ cũng luôn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn với mọi thử thách à, nhưng mà sẽ không quá mạo hiểm dấn thân vào những cái việc mình không thể làm được họ cũng không qua ảo tưởng và luôn nhận thức rõ ràng về cái năng lực của mình là người chỉ làm việc trên cái cơ sở thực tế chắc chắn những người này sẽ có thể là kiên nhẫn chờ thời à, không nản lòng hay là bi quan khi mà gặp cái khó khăn đối với họ à, với họ cái sự gục ngã trước khó khăn là cái biểu hiện của những kẻ yếu đuối và sẽ không cho phép mình trở thành một con người như vậy à, tuy bề ngoài không thích tranh cãi với người khác nhưng mà thực ra ấy, họ lại khá là ngoan cố không dễ bị khuất phục chính vì vậy họ là những người mà thường không gặp cái thuận lợi khi mà bắt tay vào cái công việc nào đó à, tuy cấp trên rất là tín nhiệm cái năng lực của họ nhưng mà đồng nghiệp thì lại chỉ cho rằng họ là những người mà khó gần như những người tuổi nhâm thìn à, bên cạnh đó lại được nhiều cái sao tốt nó tương trợ trong cái cuộc đời của mình nên là trong công mệnh sẽ sớm tạo lập được cái thành công tài lộc công danh sự nghiệp của những người tuổi này cũng như là các mối quan hệ ấy, cũng được gì liên hệ mật thiết với nhau à, có cơ hội thăng quan tiến chức vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ấy, nhâm thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng vẫn được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái số phận ba con giáp càng già càng giàu, càng ngày càng được hưởng cuộc sống phúc lộc giàu sang. À, đó là những tuổi sau. Một là tuổi thân, hai tuổi ngọ, ba tuổi thìn. Đó là những con giáp giàu sang phú quý. Đấy, càng về cuối đời thì lại càng được hưởng cái phúc lộc trời ban, suốt đời giàu có bình an. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.